Cô các chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương Hà Nội Bài. Đằng trước mọi người, đây là con gian XTC 800 Flirt phiên bản 2021. Con này là cái con cuối cùng, còn tồn kho một con duy nhất. Con này vừa đập thùng ra nhé, không phải hàng trưng bày đâu. Đập thùng ra dựng lên để chương trình tạo sale cho anh chị cái con cuối cùng để khép lại phiên bản 2021, và sắp tới nó sẽ về phiên bản 2023. Cá nhân em thì em vẫn thích bản 2021 này hơn, bởi vì cái bộ chuyển động nó là đời Shimano SLX M7000. Mà cái M7000 nó ra rất là lâu rồi, mọi người dùng rất là ok, rất là ngon. Nó là hai đĩa 11 lít. Thì con XTC 800 Flirt này là giá limit của hãng là 20.500.000. Nhưng ngày hôm nay các anh chị sau khi xem video này, em sẽ auto giảm cho anh chị 10% luôn. Có nghĩa là tương đương giảm khoảng 2 triệu, thì khoảng 18.500.000. Một cái giá khá là tốt luôn cho anh chị khi đang chuẩn bị mua cho mình một con xe. Con này thì size của nó là size nhỏ, size XS nha các anh chị nhé. Dành cho những người cao tầm 1m6 hơn 1m6 đi thì rất là ok, rất là đẹp. Con gian XTC 800 Flirt là một trong những model bán chạy nhất của hãng gian rồi. Đầu tiên thì được hãng nó trang bị bộ đề số khá là cao, đó là Shimano SLX M7000. Tay đề này là sản xuất tại Nhật Bản nha, M7000 là sản xuất tại Nhật Bản rồi nhá. Đó, cái đập phanh dầu Shimano MT200 này. Con này ghi đông thì vô tăng nhôm rồi. Thụt của nó là thụt hơi khóa dây nha mọi người nhá. Khóa trên ghi đông này đấy. Khi mà chúng ta muốn mở khóa rất là tiện, chúng ta chỉ cần ấn ở trên ghi đông, không phải cúi người xuống đây để ấn ở như cái thụt khóa vai. Đó là một cái hay nó. Dòng này thì là dòng cầu đơn nhá. Dòng XTC 800 Flirt nó có cả cầu đôi và cầu đơn. Mẫu này là cái dòng này cầu đơn nhá. Đó, và bánh 27.5 của hãng Gian rồi. Lốp Quicksand. Con này thì đùi đĩa của thằng Gian này đa số là cái phân khúc mà tầm 20 triệu đa số sẽ lai mất đùi một bên thứ ba là đùi đĩa trục rỗng. Nếu mà có điều kiện nên trừ đùi của Gian mà SLX M7000 thì nó đắt hơn rất là nhiều. Gạt đĩa SLX này, M7000, con này được cái là củ đề XT chứ không phải củ SLX nhá. Được lâm cấp củ đề ngon hơn là củ XT này, cái này là điểm cộng này. Lip thì vẫn là SLX M7000 rồi, rất là ngon. Xích con này sử dụng xích KMC của Đài Loan. Dòng xích này thì một cái thương hiệu khá là bền của Đài Loan, rất là nhiều hãng dùng. Bánh 27.5 inch. Nói chung là có Gian thì cái khung sườn con XTC 800 này thì có cái thiết kế mình thấy nó cũng rất là đẹp, rất là điệu đà. Đây là cái đặc điểm riêng của nó. Và màu sơn này là màu ghi chữ xanh nhá. Và cái chiều cao để hợp nhất vào đi con này thì tầm khoảng 1m65, 1m60 đến 65 là đẹp nhất rồi, bởi nó là size S mà. Các chị em phụ nữ đi con này là ok rồi. Thứ nhất là cái khoảng cách đây, nó từ đây đến đây nó không bị cao này, không bị va hạ háng vào, và ngồi tự yên từ đến đây nó không quá dài, không bị mỏi lưng, mỏi vai. Mẫu XTC này thì là cái con này là con duy nhất rồi, nên em cũng muốn khép lại là chương trình sale. Bình thường hãng nó không cho bọn em giảm giá này đâu, nhưng cái này em sale riêng ra cho mọi người, giảm 10% là giảm khoảng 2 củ, còn 18.500 là một cái giá rất là tốt luôn cho anh chị nào đang muốn sở hữu cho mình một chiếc xe đạp thể thao. Và đây là con xe XTC 800 Flirt, anh chị nào cần liên hệ em Lương. Xin cảm ơn mọi người.